Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình xin giải đáp thắc mắc của anh em là anh em chúng ta thường sử dụng là cái tarot lấy ốc gãy thì nên sử dụng loại nào tốt và loại nào chất lượng. Thì trước mắt anh em đang là ba loại tarot ốc gãy phổ thông nhất. Đây là những cái tarot lấy ốc gãy mà được đánh giá rất là cao trên thị trường. Đầu tiên là cái tarot thương hiệu của Asaki, màu cam đây, anh em có nhìn thấy không? Đây, thì cái tarot này nhá, thép của nó rất là tốt, rất là chắc chắn. Cá nhân tôi đánh giá thì cái tarot Asaki này ấy, là một trong những cái sản phẩm anh em nên mua trong cái chương trình mà lấy ốc gãy của chúng ta. Nhưng mà trong quá trình lấy ốc gãy thì anh em lưu ý nhé, là nên bôi RP7 hoặc là bôi những cái chất tạo trơn trước khi mà chúng ta tiến hành lấy ốc gãy, bởi vì bản thân những cái ốc gãy ấy, nó đã bị rỉ sét rất là lâu và rất là nặng rồi. Chính vì vậy là nếu như chúng ta dùng sức để mà vặn gen ngược tarot thì rất khó để mà lấy ngay được cái ốc gãy đấy, mà chúng ta phải dùng những cái kỹ thuật. Cái đấy thì chỉ có những cái thợ người ta chuyên lấy ốc gãy thì người ta có những cái kỹ thuật rất là tốt để xử lý những cái ốc gãy. Cho nên cá nhân tôi đánh giá là cái tarot Asaki này ấy, thì có người dùng được, có người không. Bởi vì tôi bán hàng nghìn cái sản phẩm Asaki này cho anh em thợ sửa chữa rồi, thì có người review là sẽ không dùng được bởi vì là động vào là gãy, nhưng có người thì lại khen rất là tốt. Đấy, thì lát nữa tôi sẽ giải thích cho anh em sau. Tiếp đến là cái tarot của King Tony. Thì King Tony với Asaki này là hai sản phẩm chất lượng đều ngang nhau. Hàng King Tony này ngoài thị trường đa phần là không có hàng ở chính hãng đâu anh em ạ. Cho nên là cái chất lượng thép thì tôi đánh giá là Asaki và King Tony là hai sản phẩm anh em mua với mức giá tầm trung. Yên tâm là cái sản phẩm này ấy, thì tôi đánh giá là có người dùng được, có người không nhá. Còn dùng được hay không thì nói thẳng, nó là kỹ thuật của anh em. Bởi vì là tôi đi bán 1.000 sản phẩm thì có người bảo với tôi là dùng rất là ok, rất là tốt, nhưng có người thì lại bảo là không dùng được. Thì cái này tôi nghĩ là nó phải thiên về phần kỹ thuật nhiều hơn. Thì tiếp đến là cái tarot của Yato. Cái tarot của Yato này thì chắc chắn là chất hơn hai cái thằng Asaki với King Tony rồi, bởi vì giá tiền nó cao hơn mà đắt hơn. Anh em có thể nhìn, nếu mà so sánh thì đúng là như kiểu là cống rãnh với cả đại dương vậy, rất là đẹp, rất là chất. Thì bản thân thằng tarot lấy ốc gãy của Yato này thì thép của nó dày hơn, chắc hơn, già hơn nhiều bậc so với thằng Asaki với King Tony. Nếu như anh em nào chúng ta kinh phí eo hẹp mà ít lấy ốc gãy thì cá nhân tôi đánh giá là nên mua những cái thương hiệu bình dân như là Asaki và King Tony. Còn cái sản phẩm tarot của Yato này này thì chúng ta nếu như có điều kiện thì nên mua, bởi vì đây là một trong những cái tarot lấy ốc gãy lớn tốt nhất ở trên thị trường hiện nay rồi. Anh em chú ý nhá, hai sản phẩm này chất lượng tương đương nhau. Đấy là cái review đánh giá của anh em thợ sửa chữa. Còn cái Tarot Yato này thì là sản phẩm cao cấp hơn. Sản phẩm đi kèm thì anh em nên mua một cái tay công kẹp ở giữa. Đây chính là cái tay công kẹp ở giữa để chúng ta có thể kẹp tarot từ 2 ly, 4 ly, 6 ly, 8 ly cho đến 10 ly. Tiếp theo là chúng ta có thể kẹp bằng tay công inox bằng cách là siết. Đấy, cái tay công này khá là phổ thông. Khi mà anh em chúng ta mua sản phẩm tarot lấy ốc gãy thì chúng ta nên mua kèm hai cái sản phẩm này, một là tay công kẹp giữa và hai là tay công inox siết vào, thì chúng ta có thể lấy ốc gãy ở những cái chi tiết khó bằng cái tarot inox này. Còn nếu như chúng ta cần lực thì chúng ta cân tâm có thể là dùng cái kẹp này thì nó sẽ rất là hiệu quả. Tất cả các sản phẩm này nhá, máy móc Minh Trí vẫn đang phân phối toàn quốc. Anh em có nhu cầu liên hệ với cả tôi nhé. Máy móc Minh Trí.com 0915 498 666 nhé anh em nhé. Ngoài ra bên mình còn rất là nhiều sản phẩm mới vừa mới update, thì anh em có thể subscribe kênh YouTube của mình hoặc là truy cập vào website máy móc Minh Trí.com hoặc là vào fanpage của bên mình là máy móc Minh Trí nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhé.